quá to luôn. To này mà dày cả, dày cả con chuột này. Đây là to mà cả, dày cả. 10 năm qua cũng được đấy. Con này là 3 ký. Rồi hôm nay mấy anh em Đồng Nai tiếp tục lại bắt cá nha cô chú anh chị. Đây ao sâu quá. Ao này quá sâu luôn. Cá này cá to nha cô chú anh chị. Cá này cá to, cái chim này còn lắm, mấy ký một con á. Con mè nghe nói còn sót con nào cũng 10 mấy ký á. To lắm. Cá bao to luôn. Chỗ này hơi hàng hẹp nha cô chú anh chị. Cá bự luôn. Có bỏ bao rồi, mất cái bao, có 2 cái bao rồi đấy. Bỏ đồ ra, cho thằng ngoài đứng kia sau đi. Bỏ đấy. Em đi tèo, để bay sau rồi bác. Nóng nó lè mà. Cái cá cả từ kia. Cho thêm. Ra chưa có một cầu quá. Dính cháu ra nó lại ở dưới cây rồi. Có không? Cái bộ đồ dài. Không phải kia nó cắn. Kiếm gì không? Cái ba nhìn tối hết rồi. Không có tìm đâu. Mất đầy bao nè. Dìm đèo nội không nha cô chú chị. Mấy ký một con? Có ghê không? Phải 4 ký. Quá to luôn. To này mà dày cả. Dày cả con chuột này. Đây là to dày cả. Dày cả. 10 năm qua cũng được đấy. Con này là 3 ký. Con này 4 ký. Dày cả. To rồi. Lâu quá loại thôi này trâu như này nhiều quá. Rồi nhiều ấy. Nhiều thôi. Lắm. Cái này vào được rồi, mắt cũng mềm rồi. Có bao đâu, có 2 bao, cả bao. Đưa bao đấy, bao bên kia đổ bắt lấy bao luôn. Có mẹ đổ được không? Mè rổ hư hết mè. Không có đường to này, không có đường to này. Nuôi nhà này, không có tính. Hôm qua tôi bỏ vào bao rồi, và như bỏ vào một cái dồn vào ấy, một cái hai thước, hai thước có tay trưởng không? Nhỏ không anh ơi, để được bằng 2 ngón tay nói sẵn đâu rồi. Có gì không?
Con to về cho vợ, con nào to nhất đấy, mẹ ông sợ họ về vào nó kê kê chim nó giỏ đâu chết. Chim quả mấy chục năm, chim của anh thành quả mấy chục năm. Đây nè. Bỏ đi vô, mấy chỗ nó bao đây. Hai cái bao thì cả. Đó bạn ơi. Đó rồi. Đó rồi đây. Thầy cũng nhờ không? Cho mình con chim vừa to nữa. Đã mượn em đi làm, không mượn mình bờ. Không kìa. Đây cái chim đã lắm nha cô chú chị. Mấy bao. Đó. Đó. Chim cho bả không? 3 con ký, 4 5 ký không nha cô chú chị. Trắng kho càng lâu ăn càng ngon thì càng trắng mùi ăn ngon hơn. Đúng rồi, mùi lấy vô. Cái mùi nó nhỏ hơn tôi. Mùi qua đi. Mùi này không bằng mùi qua, mùi qua mà to. Người ta mua không có mùi hồ thật là khó. Không ra có thứ nhiều. Không sao, họ đã trứng vào đâu cần cãi. Đâu có thịt. Chú vào lên trứng vào. Vào đâu cũng có thịt có thể về đây. Giật và hông. Đau. Vào. Nó vào khá rồi. Cái chim nhìn hết hồn cô chú anh chị. Quá sáu bự luôn. Chim mù quá đã luôn á. Con nào con nấy nhìn ghê không?
nè, chưa đang là 40 kg. Mạnh hơn 30 kg à. 39 kg. 39 kg rồi. Alo, đi mẹ con. Cho bê á. Mẹ tối mà đừng nhảy nữa nhá. Còn đêm được nhảy cái gì cả. Thế này do quy vậy kim đâu rồi. Bia thì bê mẹ, không được ly nào hết. Nhà đêm mới nhảy vô quá đi. Bia thì bê như này sống tiêu. Bia mà bê vơ tí. Đây là kéo vô nguyên bầy kim luôn nha cô chú chị. Kim bự không à. Nhỏ nhất là 3 kg. Còn 4-5 kg. To thì em về mua cá trong nhiều bánh mì tiếp. Đổi mày xuống đây ông bê xuống cái đổi nó này này cháu có đổi đổi đấy đeo nó bê nó bằng khăn ấy bằng khăn nó dính vào ấy. Mẹ con cả mẹ con đó cái chỗ tay Sơn kìa Sơn mày cái đuôi đỏ anh Sơn trên bờ thấy nước không thấy được đâu có gì mẹ rất phi thu phi đầy đầy lên phòng rồi cái này hết cá em tạm thời kết thúc video đây nha cô chú chị. Ừ.